và sự trơ trẽn nhất chính là đi tuyên truyền Hồ Chí Minh được Tổ chức Thế giới UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới. Danh hiệu đó là do Đảng Cộng sản tự bịa đặt ra để dạy cho học sinh, chứ vào trang chủ của UNESCO thì làm gì có cái tên Hồ Chí Minh. Nếu tổ chức UNESCO công nhận Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa thế giới thì cái tổ chức đó nó sụp lâu rồi. Chẳng những không được vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới mà ngược lại Hồ Chí Minh còn được xếp vào một trong 13 người lãnh đạo tàn ác, diệt chủng nhân loại. Cứ vô Google gõ vào 13 lãnh đạo diệt chủng nhân loại hoặc sự thật về Hồ Chí Minh thì các bạn sẽ rõ thôi. Và sự trơ trẽn nhất chính là đi tuyên truyền Hồ Chí Minh được Tổ chức Thế giới UNESCO công nhận là danh nhân văn hóa thế giới. Danh hiệu đó là do Đảng Cộng sản tự bịa đặt ra để dạy cho học sinh, chứ vào trang chủ của UNESCO thì làm gì có cái tên Hồ Chí Minh. Nếu tổ chức UNESCO công nhận Hồ Chí Minh là danh nhân văn hóa thế giới thì cái tổ chức đó nó sụp lâu rồi. Chẳng những không được vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới mà ngược lại Hồ Chí Minh còn được xếp vào một trong 13 người lãnh đạo tàn ác, diệt chủng nhân loại. Cứ vô Google gõ vào 13 lãnh đạo diệt chủng nhân loại hoặc sự thật về Hồ Chí Minh thì các bạn sẽ rõ thôi. Huh.
Chưa chết đã là đúng đầu đã không? Túm xích anh nghe, túm xích. Ông tổng qua chưa? Cái đầu đó ở đâu đấy? Ê, ông đi mua đấy. Sao xấu quá. Số mày không không chết nhưng mà mày chạy rồi đấy, nhát đòn chí mạng đấy, nhát nữa, ui trời đấy bác lúc này giỏi thật. Thôi nói đi con. Bục chặt vào. Mấy vòng vào? Một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi không nên. Đây. Đây sao? Dao cụt thế. Cái cạnh đập vào cung họng này. Đấy được rồi. Rò vào rồi đi vào. Dao cụt sao? Nhưng dao đấy. Bắt đầu chặt đi ông, chặt đi xong lấy lưới xong chảy ra. Cái mỏm nó mày hất ra thì giờ. Thế mà tiết nó phải chảy ống ọc cơ. Kéo đánh cái canh rồi. Nằm nằm thôi. Hứng nữa vào, hứng nữa thì nó ra ngoài. Có tí tiết ra ngoài hết. Cho dao vào lách nữa, nó ra đấy. Nhiều. Cốc nó ra, đấy, giờ bắt đầu nó còn thở. 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 Nó còn thở.